chưa? Lên đây cảm giác với đây. Quay rồi đó. Có cái gì không? Chẳng quay này sao giống đi máy bay quá. Ô, đúng như cày thôi đâu có gì. Người ta quay lại ta làm cái niệm là mình có đi đây rồi. Thì đó. Nam vô kiếp rồi mà trông sợ gì. Đêm nhìn xuống sợ. Nè nó có thác luôn kìa. Có thác rồi dạ. Có thác kìa. Cái đó nước đó của mà. Đây bằng kia. Thác lắm. Quay qua coi đi quá kìa. Tâm. Nói của bà mà sao con ngồi quay lại. Quay lại. Nón đây nè. Biết nắng. Nón, có nón vô. Dạ. Đó, có đi hết nè. Mà tối mai mới về. Ủa sao ngộ đi máy bay không sao mà đi cái này tính đập đi. Nhìn như đá không à. Tại sao? Cái mai không mình đâu có sợ. Em mà nói cái này mình sợ như thế. Em đã nói rồi mà. Em sợ nhất là mấy cái kia rồi á. Ê, ngồi xuống. Làm gì á? Không ngồi không được rồi. Ai mẹ? Không có chỗ ai. Ai mẹ? Ai mẹ? Có ngồi yên đi. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Mẹ. Đang đi cáp. Đi bên kia. Không đi cáp nữa. Khác. Mấy có mấy trăm à. Ở bên kia trên núi bà đen có mấy trăm à. Đó mà nói ở đây cơ mà. Ở đây là 1.2. 1.2 một người. Trẻ con cũng để con 900. Con nhỏ này 900. Cái gì vậy? Ăn. Dạ. Dạ. Anh ơi, dùng chút cái ăn luôn á. Trời ơi, trời ơi. Con trẻ con. Dùng chút luôn. Ủa, cái này sao giống như vậy? Nó làm giáp quá, nó làm giáp quá. Em về tin nên tập lộn. Ờ, đưa cho, rồi đưa cho. Nắm tay lại. Ủa tay luôn, lên cao á, cao. Wow. Bên, ù tay lắm nha. Đang lên là ù tay lắm. Sợ. Wow. Anh này anh không sợ gì chân trời. Không biết gì đâu mà sợ. Coi câu. Cái gì con? Coi câu. Đã không? Đã không? Đã không? Nói vậy có. Tính là làm cái dữ vậy. Dạ. Chú Vinh ơi. Chú ơi, chú nhìn nè. Chú nhìn nè. Chú nhìn nè. Chú nhìn nè con. Ghê anh làm bám ghê. Chật. Ai à. Xuống mái dưới kia. Nhức đầu nha. Thì nó đi bộ chắc mấy ngày á. Dưới cái đèn nè. Không, hồi nãy con tính đi bộ chứ. Không, có đường xe ô tô đây mà. Nhưng mà nó cho nên. Đi chỗ này đặt bằng. Tại nó lại đẹp gáp sướng hơn chứ. Đi để thưởng thức mà này gần bà này đi đi bộ. Ủa còn dài lắm. Nhưng mà nãy giờ mình lên tới 5 phút mà. Tới. Nó mưa rồi gần 20 phút mới hết cái cáp. Cái cáp này nó dài hơn giờ đi Ninh nhiều, đi Ninh chút xíu à. Bắn bà cáp vào đi nữa chút. Đi 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 với sạch sọ. Cho miếng đi. Cho miếng đi. Trời ơi. Này cho em miếng nè. Ở Tây Ninh. Bắt đầu nó tới cái này là nó đi. Mắc nhất là có 200 mấy à. Đây đi nhưng mà đi đâu? Lên núi bà đây, bên đó. Núi bà đây ăn đi. Đúng rồi. Ngắn hơn nhiều. Mẹ bắt đầu mới thế này là cung cung nhìn chưa? Dài lắm. Dài. Anh ở đi đường anh nhỉ? Bên kia bên này nhỉ? Bên kia. Bên kia là cái kìa. Ở bên kia ta đi cao hơn nè. Không, nó tụt xuống. Cái này xuống thì không. Cái này xuống. Cái này xuống đi một vòng ba. Nó hai nhà ga vậy không? Nó ba nhà ga luôn kìa, ba nhà ga, bốn nhà ga, quá là nhà ga luôn. Nó nhiều. Từ bốn xuống tiếp tục. Năm cái nhà ga, cái nhà ga bên đó cao luôn lắm á. Thế vậy con cứ ở này là chuyện lên bây giờ. Cái này coi như tục. Cái này cao lắm. Nghe coi. Cái này cao lắm. Con ngồi yên nha.
giỏi. Trời ơi, kì có mấy cái nữa đúng em cô luôn á. Con thấy vậy nó đi mà. Con Phú Quốc bây giờ nó sẵn nữa. Quốc Quốc bây giờ nó sẵn nữa.